Tiếp theo chương trình top 5 chứng khoán tuyệt đối không đầu tư, thì đến với phần 2 doanh nghiệp tranh chấp lục đục nội bộ. Thì nguyên nhân thứ nhất, khi những cái doanh nghiệp tranh chấp lục đục nội bộ này thì họ sẽ không tập trung làm ăn, từ đó khiến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp rất kém. Thứ hai, lợi ích của cổ đông không được bảo vệ bởi vì họ chỉ chăm chăm việc tranh đấu nhau ở trong nội bộ mà thôi. Thứ ba, công ty sẽ bị giảm uy tín, ảnh hưởng đến thương hiệu đối với khách hàng, đối với chủ nợ, đối với nhân viên, vân vân. Và từ đó thì cổ phiếu có thể đi xuống rất là mạnh mẽ. Ví dụ ở đây là cổ phiếu DCC, thì cái công ty này diễn ra cái tranh chấp rất là quyết liệt cái hồi 2009-2010, và sau đó là đã bị thua lỗ rất dài, thậm chí đến cái mức gọi là phải hủy niêm yết. Và cái công ty này từ một công ty rất tốt đã trở thành một cái công ty bỏ đi. Tiếp theo, ví dụ đó là cổ phiếu Cotecon, là doanh nghiệp xây dựng hùng mạnh số 1 Việt Nam, đã có những giai đoạn doanh thu nó lên đến 1,3 tỷ đô và lợi nhuận lên đến cả 100 triệu đô. Tuy vậy, do lục đục giữa chủ tịch và nhóm cổ đông lớn khiến cho doanh nghiệp này làm ăn cay càng tụt dốc và hiệu quả kinh doanh rất kém. Như quý vị thấy, chỉ sau 2-3 năm lục đục mà năm 2021, kết quả kinh doanh doanh thu chỉ còn chưa đến 1/3 2018, lợi nhuận thì chỉ còn bằng có hơn 1% của cái giai đoạn 2018 mà thôi.